Dọc theo phố Phan Đình Phùng, nổi tiếng với những hàng cây trăm tuổi là các công trình kiến trúc Pháp tuyệt đẹp, trong đó không thể không kể đến nhà thờ Cửa Bắc. Một trong những công trình gắn liền với cha cố De Gournay, hay còn gọi là Cố Ân, và kiến trúc sư Agnès Hebra ở Hà Nội. Công trình được xây dựng trong 4 năm, từ năm 1927 đến năm 1931. Theo phong cách Á Âu, với thiết kế của Agnès Hebra cùng ý tưởng của cha cố De Gournay. Cha cố De Gournay đến Hà Nội vào ngày 16 tháng 7 năm 1884 cùng với ba nhà truyền đạo khác. Cha cố Puiginé đã chào đón những nhà truyền giáo mới này và vài ngày sau đó dẫn họ đến Kẻ Chợ, trung tâm tôn giáo lúc đó, để học tiếng Việt. Trong năm 1886, cha cố Puiginé quyết định thành lập trường A Căng Tuyết tại Hà Nội, ngôi trường Pháp Việt đầu tiên, và giao cho cha cố De Gournay. Năm 1889, cùng với cha cố bản, cha cố De Gournay đã ấn hành cuốn Sách Dẫn Đàng Nói Chuyện Bằng Tiếng Phalanxa và Tiếng An Nam. Trong 9 năm, cha cố De Gournay vừa làm giáo viên và hiệu trưởng của trường, đồng thời giúp đỡ các cha cố của Hà Nội theo khả năng của mình. Năm 1923, cha cố bắt đầu tiến hành xây dựng ở phía đông bắc thành phố một nhà thờ mới để tỏ lòng tôn kính nữ thánh tử vì đạo. Cha cố De Gournay đã gửi Tổng Thanh tra Công chính Đông Dương một thỉnh nguyện. Theo đó, cha cố mong muốn nhà thờ do kiến trúc sư Hebra thiết kế và chi phí thiết kế do phủ toàn quyền chi trả. Vì đây là công trình công ích liên quan đến mọi người dân, công trình tô điểm cho thành phố và làm vẻ vang cho kiến trúc Pháp. Thư của kiến trúc sư Agnès Hebra gửi Tổng Thanh tra Công chính ngày 21 tháng 11 năm 1923 đề nghị xem xét nhất trí nguyện vọng của cha cố De Gournay là xây dựng một nhà thờ mới xứng tầm kiến trúc Pháp ở đại lộ Các Nốt, hay phố Phan Đình Phùng ngày nay, trên mảnh đất do phủ toàn quyền nhượng. Kiến trúc sư đề nghị cha cố De Gournay sẽ đóng góp một phần nhỏ để bù cho chi phí thiết kế các bản vẽ từ 1 đến 1,5% chi phí xây dựng công trình. Tổng Thanh tra yêu cầu mức độ đóng góp là 1% và cha cố De Gournay đã chấp nhận điều kiện này. Toàn quyền đã cho phép kiến trúc sư trưởng Hebra cộng tác xây dựng nhà thờ. Dự toán giá xây dựng công trình do nhà thầu Avia lập ngày 12 tháng 11 năm 1924 là 115.000 đồng bạc và 14.500 đồng bạc cho tháp chuông. Năm 1926, kiến trúc sư Hebra về Pháp khi công việc thiết kế nhà thờ mới chỉ bắt đầu. Do đó, việc xây dựng công trình bị chậm lại. Trong thư ngày 18 tháng 3 năm 1926 của cha cố xứ Hà Nội De Gournay gửi Tổng Thanh tra Công chính về những khó khăn làm chậm việc xây dựng nhà thờ có viết: đã gần 2 năm kể từ khi tôi cùng kiến trúc sư Hebra tiến hành thiết kế nhà thờ này. Kiến trúc sư luôn thấu hiểu mong muốn của tôi, tuy nhiên ông ấy sẽ về Pháp và công việc mới chỉ bắt đầu. Tôi muốn xin ý kiến ngài xem tôi sẽ trả công cho các họa công để công việc được khẩn trương hơn không, hoặc tôi sẽ không nhận trợ giúp từ văn phòng công chính. Tôi có phải trao đổi với một kiến trúc sư của thành phố. Rất nhiều người từ chối quyên góp vì lý do công trình vẫn chưa được thi công. Hơn nữa, khu đất xây nhà thờ được thành phố xếp vào loại đất không xây dựng. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải đóng thêm một khoản thuế 200 đồng bạc. Một khoản trợ cấp 5.000 đồng bạc từ ngân sách Đông Dương được cấp cho cha cố De Gournay theo Nghị định số 5515 ngày 31 tháng 12 năm 1927. Tiếp đó, Nghị định ngày 28 tháng 6 năm 1929 của toàn quyền trợ cấp cho việc xây dựng nhà thờ 2.000 đồng bạc. Ngày 4 tháng 12 năm 1927, cha cố Căng Đờ Cô, hay còn gọi là cha cố Đông, đã làm lễ đặt viên gạch đầu tiên và làm lễ khánh thành long trọng vào ngày 1 tháng 2 năm 1931. Công trình được hoàn thành theo thiết kế của kiến trúc sư Agnès Hebra, có sự phối hợp ý tưởng của cha cố xứ De Gournay. Việc xây dựng nhà thờ này có sự hỗ trợ tài chính từ phía chính quyền. Đây là công trình có sự kết hợp các yếu tố châu Á như hệ thống mái ngói, không gian xanh xung quanh và kiến trúc của nhà thờ Công giáo tại Đông Dương. Đến nay, nhà thờ Cửa Bắc vẫn là công trình kiến trúc độc đáo, hài hòa trong không gian xanh dọc con phố Phan Đình Phùng như ý tưởng thiết kế ban đầu của nó.